Vâng, lại xin chào tất cả các bác. Tôi đang có mặt ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Đây là anh Giàng A Tùng, đang ở trại ong của anh Giàng A Tùng. Và anh đang nuôi một cái đàn ong lội ở trong một cái quy chuẩn của con ong Ý, tức là ong ngoại ấy. Thì cùng với anh chia sẻ về cái ong lội mà nuôi trên cầu ong ngoại thì nó như nào, và cái sản lượng của nó thì còn tăng hơn không? Chú nuôi cái này lúc trước anh nuôi rồi. Theo chú nuôi thì mà cái con ong lội là lẽ ra là cầu 21, 42 mà mình chuyển sang cầu 48 này, thì cái ưu điểm của nó là như nào và nó có gặp những cái khó khăn gì khi mà mình nuôi dưỡng không? Cái ưu nhược điểm của nó thì mỗi một lần đàn này thì em chưa được khai thác bao giờ luôn. Đàn này mới à? Đàn này mới. Mà anh nhìn hình như là đang cho xây trong nền nhựa ấy. Đang xây trong nền nhựa, nhưng mà xây đợt cuối nó vào cái dịp rét. Nền nhựa không xây. Không xây mà đàn này khá đông nhá. Yeah. Không còn phấn, hết chắc phấn trong đầu. Phấn rồi, ong đông như vậy. Thì báo cáo các bác là như này, nuôi mà ong lội mà nuôi trong ong ngoại cũng vẫn cứ được thôi. Thế nhưng mà về cái tiêu chuẩn và quy chuẩn quốc tế là nó không đạt. Đấy là về quan điểm là thứ nhất. Thế còn mình nuôi trải nghiệm thì nó vẫn cứ là đem lại cho mình những cái sản lượng nhất định. Nhưng mà không phát triển được vì lý do là như này. Nếu mà là nuôi ong chuyên nghiệp ý, thì phải di chuyển đi rất là nhiều vùng miền và nó trải qua 4 mùa trong một năm. Có nghĩa lúc thì nóng, lúc thì rét. Có nghĩa là nó làm thay đổi cái quá trình mình nuôi qua mùa ấy. Thì các nhà khoa học và đã nghiên cứu theo cái gọi là đặc tính chung của cái loài ong. Thì báo cáo các bác là tôi đã ngồi với thầy, tức là kỹ sư Ngô Đức Thắng ấy. Thì tôi hỏi ông về vấn đề là con ong nội của mình mà nuôi ở cầu ong ngoại thì nó có chào cô. Thì nó có ảnh hưởng gì không? Thì thầy vẫn có nói là dựa theo cái đặc điểm tự nhiên ấy, một đàn ong lội tự nhiên ở ngoài tự nhiên nha các bác nhá. Ví dụ nó làm ở trong vách đá này, làm ở trong hốc cây này, thì không có một đàn nào mà nó xây cái bản cầu của nó dài xuống được khoảng 22 cm, tối đa người ta chỉ thấy là 20 hoặc 19 thì thôi ấy. Đấy còn cái đấy là cái chiều rộng, còn độ dài ấy, thì nó không quá được 42. Tức là sau đấy lấy cái quy chuẩn đấy để đưa ra cái cầu ong lội như này thôi, chứ còn thực ra nuôi như nào thì cũng vẫn được thôi. Hết phấn rồi. Giảm đẻ. Đúng không? Ong này hơi di chuyển đi là được rồi. Có thể nguồn phấn ở đây hơi kém. Nhưng kém này lên đấy gặp nguồn nó mới bốc. Nó mới lên nhanh. Nó háo. Háo. Mấy hôm nữa anh em tôi cũng cùng chuyển lên khu biên giới ở trên Lạng Sơn, chắc chỉ ngày 1, ngày 2 thôi. Bây giờ xong thì ở đây xong thì về ngày mai anh cũng khả năng là ngày mai tôi sẽ chuyển ong luôn. Thôi được rồi, em đợi vậy đi. Hôm nay thời tiết nó đang hơi xấu cho nên là cái việc kiểm tra là nó hơi và gặp và bất lợi một chút. Và xin cảm ơn Giàng A Tùng đã đồng hành cùng với một cái video này.